Yeah. À, hôm nay nó cứ rủ mình làm một bài nhạc pop nhẹ nhàng để mà thể hiện tình anh em sao sai mới sai. Mình hát pop dở quá, thôi mình rap đi ha. Tôi ra hát pop nhưng cũng cặp nhẹ nhàng thôi. Yeah, alright này, hôm nay đủ má từ hôm nay rapper sao em biết và tụi tao là một. Tao ra hôm nay rap bài này để cho người ta biết biết em sao là một. Thân này không thì không biết mà như nhà và cột. Đủ má từ hôm nay rapper sao em biết và tụi tao là một. Tao ra hôm nay rap bài này để cho người ta biết biết em sao là một. Thân này không thì không biết mà như nhà và cột. Đã sống ở trên đời thì phải biết mình là ai. Dù mày có là ông trời cũng phải biết đúng hay sai. Là việc gì thì kệ mẹ mày, nhưng đừng đụng đến biết sao sai. Đừng nhận hậu quả, đừng có biện hộ, không biết thế nào là sai. Một điều mà ai cũng biết, mặt trời mọc lặng ở hướng đông tây. Chuyện đó thằng nào một mắt thì cũng dễ dàng có thể trông thấy. Nhưng mà việc ra bây giờ càng ngày nó càng đông tây. Cái việc rõ như ban ngày nhưng mà nhiều thằng hai mắt cũng không thấy. Đừng hỏi tại sao và đừng trách hôn là láo. Vì khi mà mic mà sắp kết hợp thì sợ thằng cặc nó mà không láo. Mùa hè trên đất là nắng, đúng là có nhiều lúc nắng cực. Tôi nóng mà chọc đến tao, tao chặt một cái là hết nướng cặc. Miền Trung tụi tao bây giờ không chỉ có một mình hâu na. Anh em homie của tao toàn là hàng hiếm có tìm đâu ra. Ít người nhưng tập trung tôi tí mà ít ai có. Sự thật là như vậy và chính là mới sai đó. Đủ má từ hôm nay rapper sao em biết và tụi tao là một. Tao ra hôm nay rap bài này để cho người ta biết biết em sao là một. Thân hay không thì không biết mà như nhà và cột. Đủ má từ hôm nay rapper sao em biết và tụi tao là một. Tao ra hôm nay rap bài này để cho người ta biết biết em sao là một. Thân hay không thì không biết mà như nhà và cột. Một bài nhạc, một lời rap đến nếu tình anh em được bắt đầu. Từ miền Nam ra miền Trung, dùng lòng để mê rap để bắt cầu. Tao ra nay từ sao sai, hôm nay ở mít sai. Và tương lai của việc rap, chính tụi tao là người sao bắt đầu. Sẽ sáng tạo trong từng nhịp lâu, bán để có thể cắt đầu. Để cho tụi mày biết là nhạc rap có nhiều sắc màu. Mày chơi thì mày phải biết là mày đang muốn có được cái gì. Riêng tao mà đã chơi là phải nhất chứ nếu có chịu nhì. Dù tao xin sao để muộn, nhưng nếu bây giờ chịu bị đì. Nhưng mà trong một cuộc chơi công bằng, thì thằng nào có tài sẽ trị vì. Hiểu tao nói chứ baby, và cuộc đời bắt tao chia tay rap. Bắt tao đây phải ra đi, nhưng mà đợi tao sẽ trở lại. Tiếp tục rap vì anh em, tiếp tục rap vì One Warning. Tiếp tục rap vì sao sai, tiếp tục rap vì niềm đam mê của tao chứ còn ai. T-O-R-A-I, win number 9, underground, goodbye. Đủ má từ hôm nay, rapper sao em biết và tụi tao là một. Tao ra hôm nay rap bài này để cho người ta biết biết em sao là một. Thân hay không thì không biết mà như nhà và cột. Đủ má từ hôm nay, rapper sao em biết và tụi tao là một. Tao ra hôm nay rap bài này để cho người ta biết biết em sao là một. Thân hay không thì không biết mà như nhà và cột. Bây giờ cho mày biết thêm tao là ai. Hâu na từ Đà Nẵng cũng mới sai. Tuổi của tao hả? Một chỉ duyên hai. Và với việc ra bây giờ thì chính tụi tao là tương lai. Hôm nay thì sâu xa nhưng mà đéo có sâu xa. Có nhiều việc đã làm và bây giờ mới nói ra. Đi bụi để biết được không đâu bằng nhà mình. Chơi gái thì để biết được không ai mà bằng vợ mình. Tụi tao đâu, tụi tao đã lâu quá. Để đâu có sợ ai mà không lâu. Tụi tao đã là khi tụi mới làm một bài để thông báo. Nhưng chưa phải là lúc này mà trước khi tao trở lại. Mày đã nghe sự kết hợp giữa mi sai và sâu sai. Hôm na và tô rai. Cái ngày mà tao trở lại là 2009. Hôm na tô rai nai. Bài này cho cả đất Việt được biết mi sai và sâu sai là hôm na. Từ hôm nay rapper sao em biết và tụi tao là một. Tô rai hôm na rap bài này để cho người ta biết biết em sao là một. Thân hay không thì không biết mà như nhà và cột. Đủ má từ hôm nay rapper sao em biết và tụi tao là một. Tao ra hôm nay rap bài này để cho người ta biết biết em sao là một. Thân hay không thì không biết mà như nhà và cột. Yeah, một sự kết hợp giữa mít sai và sao sai. Đại diện của mít sai là hôm nay đẹp trai và Torena xinh gái đến từ sao sai. Gái của mày à mày. 2008. Yeah, see you 2009. Yes, by Hona. Tô Rai Nai. Tô Rai Nai. Những đứa con của sao sai.